Lịch học trên truyền hình cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 ở Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch phát sóng chương trình đào tạo cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên kênh 1 kênh 2 Đài Phổ thông Trung học Hà Nội. Theo đó, để giúp học sinh ôn luyện và học tập củng cố kiến thức, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4,5 cấp tiểu học lớp 6, 7, 8, 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11, 12 cấp trung học phổ thông năm học năm 2019 đến năm 2020. Cụ thể, đối với lớp 4,5 gồm các môn tiếng Việt toán, tiếng Anh. Lớp 6, 7, 8, 9 gồm các môn ngữ văn, toán, và tiếng Anh. Ở cấp trung học phổ thông, lớp 10,11 gồm các môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, và tiếng Anh. Lớp 12 gồm các môn ngữ văn toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, và tiếng Anh. Dưới dây là lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình phát trên kênh 1. Kênh 2 đài phát thanh, và truyền hình Hà Nội cho 3 cấp học. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã phối hợp với đài phát thanh, và truyền hình Hà Nội tổ, chức sản xuất. Phát sóng chương trình học trên truyền hình các môn học năm học năm 2019 đến năm 2020 dành cho học sinh lớp 9, lớp 12, và nhận được nhiều phản hồi tích cực hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại